tao về Sài Gòn tìm về mái ấm gia đình thì hỡi ơi.
nặng không tiền lo than thuốc. Tư cố vô thân em biết cậy nhờ ai, bước đường cùng nhờ một chị em bạn đồng hương, dẫn dắt em đi làm bồi phòng chú cứ xá mì, kiếm đồng lương chạy thầy chạy thuốc cho con. Rồi một hôm em đi làm văn trần quá quan xảy ra đó thiếu chứ con mình ta chết, con tôi chết thiếu. Trời ơi, chồng đã mất con thơ cũng chết, đời một quá khổ cô đơn như hoa rơi lá rụng dữ dời. Nỗi khổ đau liên miên cứ dồn dập tơi bời, em như kẻ không hồn vẫn dơ tình quyết lăng sống bàng hoàng với kiếp sống vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục giặt giũ dọn phòng cho mẹ. Nỗi tủi nhục của con gái bồi phòng ai cũng biết, em không cần phải nói rõ gì đâu, em trở thành là mẹ mẹ. Hôm qua nghe anh gọi tên Hương văn vẳng, em ngại ngùng chỉ sợ gặp người quen. Thôi anh kể như em đã cũng như anh đã chết, em xin tha tội cùng anh rồi xin vĩnh biệt xa lìa. Trời ơi, ai gây đến nông nỗi này? Tiếp tục
bị khổ, đưa sắp bị hành hình. Ôi một ước mơ hạnh phúc đã bất thành, mà người mơ sắp kề bên cái chết. Ước mơ đời anh còn gì nữa mà ước mơ. Cùng như em linh hồn còn đâu, chỉ còn xác xơ thân lạc lòng. Thế giữa chúng ta đã không vẹn, thân tình chung thủy nói chi sum họp trước giờ rời những mảnh thép từ một trái nổ vô tri để nó tự chọn mục tiêu mà xuyên thủng những trái tim bà thang ta. Nếu chẳng may anh có chết đi, anh cũng không mà dù cho cuộc đời có đau điên thác loạn, anh vẫn tin tưởng rằng hình ảnh của anh và con vẫn sống mãi giữa tim em. Anh muốn em sẽ chết cùng anh để chúng ta tìm thấy một niềm an ủi khi chung đau đớn, để cùng chôn vùi hai tình thương của hai kiếp sống lạc loài cô đơn vô nghĩa. Cựu hồng đau thương nhớ về nhau mà xa cách dặm ngàn, tìm cái chết để trọn đời chúng tôi. Thương ơi xin em đừng bao giờ oán hận anh, mà xin em hãy nhìn anh bằng cái nhìn hiền diệu của người vợ trẻ năm nào. Làm mẹ mỹ quen của những nỗi niềm
bài phân to. Lòng em đuôi nhanh thế nào thì hát cầu đất chứng minh. Đoài đón hết những bất hạnh, những trái ngang, làm gì cho lòng thêm đau thêm tuổi. Tất cả đã trở thành kỷ niệm. Cuộc đời đã bị tàn phá, không sống lại được đâu. Hai chúng ta mỗi người một số phận. Thôi thì anh hãy gượng vui mà chấp nhận, khi số phận anh yêu khốn nạn của riêng mình. Thương, đừng, đừng khóc nữa em đã khóc nhiều rồi. Hôm nay anh không muốn thấy giọt nước mắt nào tràn ra khỏi mắt em. Không, anh không đầu hàng hoàn cảnh, mà anh phải trả thù. Anh sẽ hy sinh tấn xác mình để cướp lại linh hồn của em và những ngày thơ mộng cũ. Dù cho em đã làm gì, hiện tại đã sao, thì anh cũng yêu em và tha thứ cho em. Anh xin em hãy quay về với chồng cũ và hình ảnh đứa con thơ mà mình đã chung sống với nhau trong quá khứ, thì nó phải thuộc về nhau trong hiện tại. Em sẽ mãi mãi là vợ hiền, là lẽ sống của đời anh. Không, em đã ngự trị trong tâm với anh ngay trong những giờ hấp hối, thì hôm nay trong cuộc sống xin em đừng bỏ anh. Xin em đừng bỏ anh một mình giữa trái tim đưa mau và một mối căm hờn.